Chỉ cần một cái thôi mà sao anh lại phản ứng dữ vậy? Cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy dưới đôi cánh của anh theo động tác của ta. Giống như ta đang khống chế anh vậy đấy, rất thú vị. Đúng là bé hư đốn. Ê rồi, tiêu rồi, hình như mình đùa với lửa rồi. Ôi, không thở được. Đột nhiên, ấy rồi biến mất. Kỳ chạm, sao em ấy lớn thế? Không đúng là mình bị thu nhỏ. Hành bạch tuột rồi. Ôi, đau. Không đâu nhỉ. Đau không nhỉ. Hơn nữa còn mềm mềm thoải mái lắm. Cái thứ gì đây? Cút đi mau. Ướt ướt buồn nôn quá. Ôi đau quá. Cưng ơi là ta đây. Em đừng kéo mạnh. Sẽ làm mình bị thương đấy. Trước đó ta rắp ráp sử dụng hăng lực. Chờ hết bị hằn phạt ta sẽ trở lại vàng. Hình dạng bắt đầu. Xuống. Cưng ơi, em nói gì? Ta không nghe rõ. Ôi, đạp trúng gì vậy? Ướt ướt nữa chứ. Ta bảo anh đi xuống chết tiệt. Tên khốn nạn. Ôi, mình quên giờ. Mình gắt húng dính. Tên khốn này rồi nè. Ta sẽ đem anh nướng. Cưng ơi, xin lỗi, ta không động đậy được nữa. Sau một thời gian quen hành dụng binh, thế nhưng sau một đêm lại xuất hiện nhiều tòa lâu đài. Chuyện này là thế nào? Nghe nói khánh nữ dùng ma lực để tạo thành phòng ngự, nhưng tòa lâu đài này, chẳng lẽ khánh nữ tỉnh lại rồi? Tại sao lại không thấy bóng dáng của cô ấy? Tòa lâu đài này chắc là kiệt tác của ma thần dục niệm. Chắc chắn kỳ chạm ở trong đó. Mình phải vào đó đưa hắn đi. Sao? Hàng chủ vẫn đang đợi mình. Trời ơi, đây là thánh nữ kìa. Thánh nữ thật sự tỉnh lại rồi. Trời phù hộ hành dụng binh. Cảm ơn mọi người, ta đã trở về. Không ngờ khánh nữ linh tinh lại có danh vọng cao như thế. Thánh nữ quá khổ đã liên tục hao hụt 10 năm. Cuối cùng chúng ta đã chờ được người tỉnh, thức tỉnh được rồi. Ải ải, anh ấy hơi vụng về thôi. Thì ra là quậy. Nhưng kho với những chuyện này khi bây giờ. Ê rồi. Cưng ơi, ta đang ở đây. Thế nào ta ngụy trang thành khuy cài áo có giống không? Giống mới lạ, anh khống chế lực hút cho ta đấy. Đừng có hút ta, bằng không ta không dẫn anh theo đâu. Chuyện này không hề trách ta mà. Rõ ràng ta không có sức. Là kỳ chạm em chạy cảm thôi. Kỳ chạm, sao em tự ý ra khỏi lâu đài? Em làm hại ta tìm em. Ê rồi, sao anh lại hành hình người rồi? Chẳng lẽ bà tù còn chưa đủ? Anh còn muốn chơi trò chơi tam hành? Bà tuột, em đang nói gì vậy? Kỳ chạm, em thấy hàng chủ mà không hành lễ, đêm nay ta sẽ phạt em. Mà thằng dục niệm lại không ở cạnh hắn. Vừa khéo mình lừa kỳ chạm về chỗ ngu thần. Đêm qua thằng dục niệm đã che chở hắn như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ để lại mình hắn. Quả nhiên thằng hoàng người không có tình yêu. Hả, thằng chủ hành lễ. Bé cưng nhẹ tay thôi, đừng giận. Không là ta khống chế được sự hút em đấy. Em biết ta chưa bao giờ xem em là kẻ hầu mà. Ôi, được, ta
chờ sự trừng phạt đêm nay của anh. Giờ ta có chuyện, xin đi trước. Thánh nữ, Rạp ở cổng thành sao giờ chưa? Tuân lệnh, cung tiễn Ngô. Cung tiễn, người mạo hiểm cấp kim, đại nhân cùng người bạn tôn quý của ngài. Kỳ chạm hắn dám có lễ với thần chứ? Có lẽ là quỳ tín ngưỡng của ngài ấy không ở đây. Cô nói quậy là sao? Mình bị bọn họ nhẫn ra rồi. Không thể nào, thằng chủ chưa từng nói ngày ấy đã ban cho mình năng lực biến hóa, cả thần còn qua mắt được mà. Không có ý gì. Không ngờ ngài chính là ma thần dục niệm đại nhân, đỉnh đỉnh đại danh. Tiểu nữ còn có đập chuyện đáp, xin cáo lui trước, xin ngài. Hả nữ miệng hạ. Người từng nói ma thần dục niệm là ân nhân của người mà, chúng ta như vậy có thích hợp không? Vậy khi đó cũng phải là Ngô thần mới được chứ. Mau đi thôi, ngại ngại đang chờ đệ ta ở nhà. Không ngờ ngại ngại là người sống tốt, sống sót của Long tộc, lại bị chuyện mang thai kích thích tình dục. Mình phải tranh thủ thỏa mãn chàng ấy trước khi ra ngoài mới được. Tại sao kỳ giảm em lại hứa với hắn? Em biết rõ hắn là hắn nhái mà. Ôi chào, đừng làm loạn, không là ta sẽ quất anh vào sao mũ đấy. Hứa với hắn là để ổn định hắn, thay vì bị người ta trốn sau lưng bày mưu hãm hại, chỉ bằng để hắn tự lùi đuôi. Huống hồ và anh cũng rất yêu ớt, chúng ta không đấu với người ta được. Em phát hiện rồi à? Nếu bình thường hai nhái thế mà xuất hiện sẽ bị anh dạy dỗ ngay. Này, ngứa. Hơn nữa, sau khi anh trở thành bạch tuộc, à không, tất cả hành động đều trẻ con hơn trước nhiều. Giờ hàn lực của ta đã cạn kiệt rồi, vừa rồi ta còn không nhận ra nguyên nhân, nguyên hình của tên hàng nhái đó mà. Hơn nữa, biến nhỏ thế này, thì tư duy cũng sẽ bị ảnh hưởng mà. Nhưng cho dù là thế nào, sao em có thể hứa cho hắn phạt em đêm nay chứ? Cả ta còn chưa được mà. Ngốc, anh ngốc thật rồi. Ta đã biết hắn không có ý tốt, sao có thể để hắn được như ý chứ? Người kỳ gia ta đã hứa sẽ làm, nhưng không bao giờ rôm chuyện bị người ta rài bẫy. Nhưng sao anh cứ buồn bã như vậy không vui? Chẳng lẽ anh buồn vì mất cơ hội trừng phạt ta? Ha ha ha, cưng ơi, giờ anh dễ thương thật đấy. Lại còn biết sắc theo cảm xúc nữa chứ. Thì ra bạch tuộc lại dễ thương như vậy. Em chờ ta hành hình người, ta sẽ xử lý em. Chờ đã. Kỳ chạm vừa đồi em, rồi ta là cứng. Làm gì mà phản ứng đây vậy? Anh rội ta như thế bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ không cho ta rội anh như vậy hả? Không phải không cho. Lần đầu em rội ta như thế, ta thấy vui vui thôi. Chỉ là xương hô thôi mà, Ewart, vui đến như vậy sao? Có phải bình thường mình đối xử tệ quế anh ấy quá không? Lần đầu ta yêu đương, nên không biết làm sao để yêu một người, ta sẽ từ từ học. Sao tự nhiên anh hôn ta? Hơn nữa còn có dám cảm giác lạnh lạnh kỳ kỳ. Cưng ơi, em không cần học. Đối của ta mà nói thì em đã quá ngọt ngào rồi. Giờ ta đang thấy vô cùng hạnh phúc. Ê rồi, kỳ chạm.
đã không đúng nha. Sa tai cảm giác ướt ướt. Cưng ơi, không phải muốn hôn sao? Sao cưng lại dừng lại rồi? Cưng ơi, em làm gì vậy? Đang đúng thời điểm mà. Em đi, cho anh một ngày để trở lại hành người. Giờ thì ngoan ngoãn ở trong mũ heo ta, đi tìm cầu Long về. Mình bị điên rồi sao? Vừa rồi lại muốn hôn anh ấy. Giờ anh ấy chỉ là một con bạch tuộc thôi mà. Bạch tuộc đấy. Trước đó nghe Kỳ Chạm nói có hẹn với Khánh Nữ Tinh Linh sẽ gặp nhau ở đây sao giờ chưa? Sao giờ chưa đến vẫn không thấy ai cả. Đêm đó sau khi thằng chủ dặn dò mình mang Kỳ Chạm về, Kỳ liền cắt đứt liên lạc. Cũng không biết vết thương của người đã lành chưa. Thằng chủ, người tìm ta. A Huy đệ nhân, rất xin lỗi vì tiểu nhân liên lạc với người. Đến giờ Ngô Thần Quế đóng cửa không ra ngoài, từ chối thực hiện hạn trước. Hàng lượt khó kiềm chế đang lan tràn, quanh hàng điện đang bắt đầu sụp đổ. A Huy đệ nhân, xin người mau chóng quỳ chủ trì đại cuộc. Ta sẽ quỳ ngay. Quỳnh diệu đi chú. Di chủ Ngô Chi Quy Sở, ánh sáng của chúng sinh, hãy đưa ta về bên cạnh Ngô chủ. Hàng chủ, ta sẽ về bên cạnh người ngay. Ôi, thằng thể đang dần rã rời, rất đau, rất khó chịu. A Hồi chưa từng làm mình thất vọng. Chỉ cần khi 3 ngày nữa chắc chắn nó sẽ đưa Kỳ Chạm về vô mình, giúp mình thoát khỏi hàng trước. Kiên trì nhất định phải kiên trì. Cà ca, ta cần quên. Quyết chịu hết nổi rồi. Là ma pháp kiềm dẫn mình ban cho A Hu, nó quỳ rồi. Nhưng sao lại là tóc vàng? Quậy mà lại là ca ca. A Hu đưa ca ca quậy giúp mình sao? Quỳnh trưởng đại nhân, cuối cùng quân đã đến gặp ta rồi. Quỳnh trưởng đại nhân. Đúng rồi, mình gọi quay về mà ma pháp biến hình còn chưa được giải. Thằng chủ tưởng mình là ma thần dục niệm. Đây là lần đầu tiên thằng chủ ôm mình. Tuy không nỡ nhưng cái ôm này không thuộc về mình. Quân trưởng, xin lỗi, ta không. Thằng chủ ôm ma thần dục niệm là quỳ nhớ hương. Không phải họ là huynh đệ sao? Không thể tiếp tục thế này. Nhưng hàng chủ có hàng lực duy trì, mình hoàn toàn không thể đẩy người ra. Xin lỗi hàng chủ. Chỉ phải người đi thăm dò Kỳ Chạm đó mà ca ca. Đã ráp ráp đến nỗi dùng thân phận không hàng lực đến gặp mình. Mà còn không có sức để đẩy mình ra nữa chứ. Thật đáng thương. Cà cà hiếm thi, huynh tự dân đến miệng. Đừng hòng ta tha cho huynh. Có mùi máu hàng chủ đang bị thương. Khoan đã. Ngoan đừng làm lộn. Chuyện gì máu? Quà thế này, hàng chủ muốn mình uống máu ngày ấy sao? Đừng mà.
Hàng chủ ta không muốn làm người bị thương. Ta quá bị ép uống hàn huyết, như nham thạch nóng chảy đốt cháy lục ngũ phủ tạng của mình. Cảm giác đến thân hại hàng chủ khiến mình đau đớn hơn. Cà cà tố quan quả ăn ta đi, để ta và huynh được làm hòa một. Ăn hàng chủ đã nói gì vậy? Ta được sinh ra từ hành khách của huynh, giờ ta sẽ trả lại hết cho huynh. Trọng trách bảo vệ thế giới nặng nề như thế vẫn nên do huynh phụ trách. Thì ra thằng chủ chỉ muốn trả lại hàng cách, chứ không phải thích ma thằng dục niệm. Mình còn cơ hội. Trong lúc này, tiệm rối ma thuật trong hành dục bệnh. Quỳ chạm, ta còn tưởng người không cần ta nữa chứ. Dưỡng sĩ đại nhân, sau khi tỉnh lại, bạn ngài cứ náo lộn đội đập ngài, khóc từ sáng tới bây giờ đấy. Điểm qua là ta không tốt, không chờ ngươi mà đợi bỏ đi. Sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Ta biết khi chạm tốt nhất mà. Buông ra cho ta. Kỳ chạm nào của ta không được động vào. Ta không tin đấy. Chỉ là một con bà tuột, chả có cộng lông mà đòi so với ta. Kỳ chạm thích nhất là cảm giác sờ lông đuôi của sủ của ta. Lần nào sờ cũng yêu thích không buông tay. Cái gì? Kỳ chạm thích sợ ngươi, còn khích không buông. Tại khống chế cái quầy hút của anh, hút ta ngứa lắm đấy. Nhưng kỳ chạm à, được rồi đừng nóng lòng, ta biết anh muốn nói gì. Bà tuột Eros dễ thương thì dễ thương, nhưng mà trẻ con quá. Nhưng anh ấy dùng hàng lượng quỳ mình nên mới trở thành như thế này. Mình là chủ gia đình, mình phải cưng chiều anh ấy đúng không? Sau này cậu Long ngươi đừng có nhào vào người ta nữa. Giờ ta đã là người có gia đình rồi. Giới thiệu với ngươi, đây là nam tuột của ta, Eros. Kỳ chạm, sao ngươi lại thích hứa lòng này chứ? Cưng ơi, cuối cùng em đã thừa nhận ta là nam nhân của em rồi. Không, giờ ta là nam nhân của anh, còn anh là nam tuột của ta. Anh mau đến trở lại, bằng không ta sẽ trả hàng đấy. Đáng ghét đã như thế, ta chỉ có thể cầu lông. Ta sẽ cạo sạch lông. Kỳ chạm, ngươi cho ta một cơ hội nữa đi. Cầu lông, ngươi bình tĩnh lại. Ta thích ai không liên quan đến có lông hay không. Cầu lông cạo một nhúm thì đã xấu lắm rồi, không thể cậu ấy cạo nhiều hơn nữa. Chẳng qua là lông thôi, ta cũng có này. Kỳ chạm đã khích cánh của ta. Em ấy không thích. Không những thích sờ mà còn vừa liếm vừa cắn đấy. Đủ rồi. Ê Rod, anh không thể làm bạch tuộc nữa rồi. Chí tệ của anh trở về trong phôi thai rồi hả? Kỳ chạm ơi, ta sai rồi, cuối cùng em đã thừa nhận quế bên ngoài. Ta vui lắm, nhưng phôi thai là gì? Ôi, đúng quá. Eros, anh làm gì vậy? Làm ta đau quá này. Không đúng nha. Eros đã mất ý thức. Tiếp tục như thế anh ấy sẽ ngã xuống đất. Eros, anh sao vậy? Anh có nghe ta nói gì không? Anh đừng hù ta, trò này không vui chút nào đâu. Ôi đau quá. Hàng nhiệt cô đấy cao đến đáng sợ, cứ như vậy đang cầm bàn tay. Hàng thiệt của anh ấy cao đến đáng sợ, cứ như đang cầm bàn ủi trong tay. Cuối cuộc anh ấy sao vậy? Thằng đã bỏ chạy, hơi thở này là quyết. Hàng chủ,
Hạng chủ, tốt quá, hạng chủ không thích ma thần dục niệm, mình vẫn còn cơ hội. Thần chủ, ta là A Huy. A Huy sao lại là ngươi? Ta phụ lệnh người tiếp cận kỳ giảm, nghe nói người đóng cửa không ra ngoài nên vội hoàng chứa quệ. Người tha lỗi, xin người tha tội. A Huy, con của ta, ngươi quản ổn chứ? Thật, kỳ lạ thật, tại sao máu chảy không ngừng? Không, A Huy được ngủ, người bảo tỉnh lại đi. A Huy, điều tại mình, đều là lỗi của mình. Hạng huyết, mình ép nó uống đã ăn mòn cơ thể đó. Tiếp tục như thế A Huy sẽ chết, mình phải làm sao đây? Kỳ chạm, tay em bị thương rồi. Điều tại ta không khống chế tốt thần lực, làm em bị thương, kỳ chạm em quản ổn chứ? Điều tại em, là ta không nỡ thấy em ngã xuống thôi. Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Làm gì không sao chứ, rõ ràng là em đau lắm mà. Xin lượt khỏi tụ nơi này, bình phục vết thương. Ê Rốt, giờ không phải anh không được dùng phép thuật sao? Miễn cưỡng dùng một chút thôi. Cường ơi, ta muốn ngủ một lát, em đừng lo lắng. Tên ngốc này đã nói là mình không sao mà, cần gì phải làm mình mệt như thế chứ? Thật là làm mình càng thích anh ấy hơn rồi. Nhưng vừa rồi là thế nào nhỉ? Ê đó, nhắc đến thằng bỏ chạy, còn nhắc đến cái tên Quýt. Quýt này có liên quan gì đến ai rồi? Nói ra thì có vẻ mình không hiểu về ai rồi được bao nhiêu. Bạn bè gia đình anh ấy cũng không rõ. Càng không biết anh ấy có từng thích ai khác không. Ê rồi, ôi gió lớn quá, cửa sổ cũng bị thổi bay mất. Ôi của ta quế sắp bị thổi bay mất rồi. Chẳng lẽ đây là bỏ chạy mà ở đôi nhắc tới? Là thằng Quyết đang giày giòn mọi người. Đó là ca ca, xin Quỳnh cứu nó giúp ta. Quỳnh muốn ta làm gì cũng được. Xin lỗi, ca của ngươi ngủ rồi, không giúp ngươi được. Làm sao đây? Thì ca là đệ đệ của ai rồi, là mình lo lắng. Mình đang ghen sao? Mình xuất phát thế này, chắc chắn ngươi rồi đã yêu mình nhất. Tại sao mình phải ghen? Điều tại ngươi không? Những người cướp đi ca ca, mà cả A Huy cũng chết vì ngươi, ta phải giết ngươi. Ngươi đã nói gì vậy? Ca ca là người mạnh nhất, không ai có thể làm tổn thương của đấy. Chắc chắn của đấy đã quỳ ngươi nên mới hôn mê thế này. Điều tại ngươi, điều tại ngươi, nơi A Huy mới sắp chết. Điều tại ngươi, điều tại ngươi, điều tại ngươi. Tên đi này không thể nói chuyện với hắn mà. Chết tiệt, sức mạnh của thằng mạnh quậy sao? Hoàn toàn không thoát ra được. Mình phải làm sao đây? Đúng rồi, hình như hắn rất xem trọng nam nhân đó. Nam nhân phía sau, ngươi tỉnh rồi, ngươi không đi xem thử sao? A Huy, con của ta, ngươi tỉnh rồi sao? Mà mở mắt ra nhìn ta đi. Ê đôi, mau tỉnh lại đi. Hàng đệ đệ bỏ chạy của anh, ta đánh không lại. Ê rồi, tiểu rồi, quả nhiên rồi sẽ không tỉnh lại nhanh như thế. Người dám lừa ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hết cách rồi, chỉ có thể liều một phen thôi. Ê rồi,
ta của nấy tỉnh rồi. Ca ca, mau thả ta ra, huynh đã tỉnh lại, tại sao không cứu à? Sao có thể chứ, ca ca vẫn chưa tỉnh, tại sao có thể bắt được mình? Không sai, ca của ngươi vẫn đang ngủ, ta dạy dỗ ngươi thay ca ngươi. Nắm chặt. Ca ca, ta đau quá, ôi, a hui. Đừng đợi nữa, hai người này đều đã ngắt hết rồi. Trước khi ca ngươi tỉnh, ngươi phải ngoan ngoãn cho ta. Quả nhiên, suốt đua cũng là một phần thuộc về cơ thể của e rồi. Không ngờ lại được của bể khế ước tình yêu này. Nhưng... tại sao khế ước không chế xúc tu lại khiến ngay rồi trở nên lớn thế này? Giờ mình làm sao xuống đây? Tạm điện vương cung, hành dụng binh. Đau quá, chờ chút. Santa Leon. Không, đừng mà. Santa Leon, dừng tay lại. Đau quá, ta chịu không nổi rồi. Ngại ngại, chàng nhịn một chút đi. Phải mở tuyến sữa mới được. Bằng không ta sẽ không yên tâm rời xa chàng. Rời xa mỹ nhân Santa Leon của ta, muốn rời xa ta. Sau khi tỉnh lại, cho dù ta kêu rồi thế nào, cũng không nhận được sự trả lời của bộ tộc. Thằng quả khánh nữ linh tinh, ta phải về đó một chuyến. Hơn nữa ta phải về tộc để xem tài liệu về Long tộc. Ngại ngại cha không muốn ta cứ mãi mãi chìm đắm trong tình yêu mà đúng không? Ôi, chỗ này không ổn rồi. Santa Leon, ta không chịu nổi nữa rồi. Cẩn ta hận mạnh đi, để lại dấu vết. Ngại ngại cha đừng nóng động, ta cắn đi. Đúng rồi, là chính là như thế. Santa Leon, ta mạnh hơn chút nữa. Sau khi ngại ngại mang thai thì gây vào kỳ động kinh. Chỉ khi mình cắn mạnh sau cổ chàng ấy khi chàng ấy mới lại dịu lại tức khắc. Cuối cuộc kỳ này là thế nào? Mình phải nhanh chóng trở lại tộc để điều tra tài liệu về Long tộc. Mình không muốn tổn thương chàng ấy nữa. Quả nhỏ của mình, quả ngại ngại chắc chắn sẽ trưởng thành tốt, không thể lãng phí sự hy sinh của ngại ngại. Sao mặt trời lại biến mất rồi? Chẳng lẽ địch tấn công? Santa Leon, nàng chờ ta ở đây, ta ra đánh địch. Ngại ngại, giờ chàng không thể chiến đấu nữa. Chàng nghỉ ngơi ở nhà đi, ta đi xem thử. Nhưng... không nhưng gì hết, mau quỳ dự nằm cho ta. Chàng đã muốn chết, ta là hắn mà còn đỡ không nổi chiến sĩ điên cuồng như chàng. Đừng lo lắng, ma pháp của ta không kém gì quả lực của chàng đâu. Mà ma hàng dục niệm đại nhân, khi đang ở gần đây, ta đi xin ngài ấy giúp đỡ. Kỳ chạm tiệt quá, ta đã khích em. Thánh nữ Miên Hạ, chính là con bà tụ khổng lồ này đã che hết ánh sáng cả thành. Kẻ địch là ma hàng dục niệm đại nhân. Quậy còn đánh gì nữa, trực tiếp quyết ghi thư cho rồi. Thật kỳ lạ, trừ tường hành không chịu nổi sự sức nặng của bạch tuộc mà bị hư hại, thì như kiến trúc trong hành và người dân đều không có bị gì ảnh hưởng. Thay quỳ nói không bị hóa hoại thì cảm thấy giống như ma dục niệm dùng thân thể của mình bảo vệ hành dục bên hơn. Hử,
Thánh nữ linh tinh cô đến rồi. Dũng sĩ đại nhân, chuyện này là thế nào? Đường đáp chờ cô qua đây rồi chúng ta nói sao. Ngứa quá, dũng sĩ đại nhân, ngài buông ta ra đi, ta đã có thể trèo lên được. Vậy thì không được, ta không thể chờ được nữa rồi. Dũng sĩ đại nhân, ngài không sao chứ? Kỳ lạ sao gió, màu đỏ sao gáy, dũng sĩ đại nhân lại giống ngại ngại vậy. Đừng để hắn biết điểm yếu của ta. Hắn luôn tìm cơ hội để phá nát sự trói buộc của xúc tu. Hắn dàn loại kia, đừng tự cho là thông minh. Ngươi tưởng mình có thể khống lại thằng sao? Tuy không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì để khống chế thân thể của ca ca ta, nhưng với sức của con người như ngươi, bà muốn khống chế thằng khi sẽ không bao giờ lâu đâu. Còn con mau phá giải ma thuật, ngoan ngoãn chịu chết, chôn cùng con yêu Ahu của ta. Ý là Ahu sắp chết hả? Hằng huynh diệu đại nhân, ngài cho rằng đây đều là lỗi của dũng sĩ đại nhân sao? Không sai, Hằng huynh diệu quyết đến rồi, còn dám mâu thuẫn với Kỳ Trạm. Kỳ Trạm, ta phải giết ngươi để chôn cùng với Ahui. Cái gì? Ai dám hại Kỳ Trạm? Ta sẽ cho cả thế giới này chôn cùng. Tên khốn Ahu, Ahu này cuối cùng cũng chịu tỉnh. Ôi, Kỳ Trạm, Kỳ Trạm, em sao rồi? Người em nóng quá. Trước đó cơ thể của ta đã rất kỳ lạ rồi, có thể là do khống chế cơ thể anh trong thời gian dài nên sinh ra tác dụng phụ gì đó. Ê rồi, anh mau xử lý xong chuyện này rồi đưa ta đi. Ta sắp chịu không nổi rồi. À rồi, mau. Tại sao Kaka không để ý mình? Cô ấy không nhìn thấy mình sao? Kaka, ta bất cẩn cho Ahui uống thằng huyết. Nó sắp chết rồi, xin quên anh cứu nó. Quyết chuyện khác, ta có thể tha cho ngươi. Nhưng dám động vào Kỳ Trạm thì phải chết. Cà cà, ta có thể chết nhưng huynh, sơn huynh anh, hãy cứu A Huy. Ngô thần, thứ cho tiểu nữ tôi đang chen lệ. Tình hình của dũng sĩ đại nhân rất giống chồng ta, cứ như đang rơi vào kỳ động tình. Ngài mau đưa dũng sĩ đại nhân rời khỏi thì tốt hơn. Nếu có thằng ngã xuống thì sẽ xung quanh ngàn dặm sẽ bị hằng phạt đến không còn ngọn cỏ. Không được, cho dù hằng huynh diệu sắp chết cũng không thể chết ở trong hùng dục binh kỳ động kinh. Ôi ây rồi, ta nhớ rất rõ, dấu ấn sau cổ của Kỳ Trạm không phải do ta cắn. Em ấy thật sự rơi vào kỳ động kinh sao? Kỳ Trạm là từ nhân tộc kỳ lạ đến đây, nhưng sao lại đặc trưng của Long tộc nhỉ? Nhưng so với mấy chuyện này khi giờ mình phải nhanh chóng soi dịu kỳ động tình của Kỳ Trạm. Nghe nói lần đầu của kỳ động tình, nếu không được xử đối xử đàng hoàng thì sẽ để lại di chứng không thể hồi phục. Khoan đã, cả cả ta sai rồi, ta không nên chạm vào người của huynh. Nhưng Ahui là vô tội, ca ca xin cũng sẽ cứu nó đúng không?
Ta không muốn nó chết. Buông ra. Ca ca. Đủ rồi viết. Tỏ quẻ thế này cũng vô dụng thôi. Khuyển tộc có vô tội đến thế nào cũng không thể liên quan đến ta. Huống hồ rõ ràng là ngươi cũng có thể cứu hắn, không muốn trả giá nên chạy đến đây kéo ta chết chúng à. Quyết, nghìn năm đã cho qua mà ngươi quản khiến ta buồn nôn như thế. Thằng Quynh Diệu đại nhân, hơi thở của con yêu của ngài đang rất yếu, nhưng tình trạng cũng xem như là ổn định rồi. Ta phải người đưa hai người về nhé. Xin ngài đấy, thằng Diệu ơi, xin đừng chết ở đây. Vô ích thôi, ngày nào chưa được hút được hàng huyết ra thì A Khôi sẽ chết. Chẳng lẽ phải dùng cách đó thật sao? Nhưng nếu như thế mình phải chịu sự tra tấn còn đáng sợ hơn nữa. Bên ngoài lâu đài của Eroi, ngoài kỳ trạm. Ôi đông quá, khó chịu quá. Ê rồi, nhanh lên. Cưng ơi, chịu đựng chú đi, giờ quản còn ở bên ngoài. Mình không kêu rồi, xúc tu mà, chuyện này là sao? Bên ngoài thì sao? Ta đã nói ta không muốn chờ nữa mà. Kỳ chạm, em đã khống chế xúc tu của ta. Đây rồi, ta sẽ làm anh thoải mái. Kỳ chạm, em đừng hối hận đấy. Khoan. Khoan đã. Tại sao xúc tu chỉ nghe lời anh, không nghe lời ta? Này mau dừng lại, nó hút ta ngứa quá, đừng quấn lấy ta nữa. Cưng à, đừng quên ta là thần, chỉ cần ta muốn, ta có thể dễ dàng khống chế sự khống chế của em. Giống thế này. Cảm giác kỳ lạ quá. Khoan. Thật kỳ lạ. Kỳ chạm, sao em sao rồi dạ dày không khỏe à? Ta cũng không biết nữa, tự nhiên ta thấy buồn nôn. Hai vị đại nhân không cần lo lắng, đây là nôn do mang thai thôi, cũng là do mang thai giả đây ra. Lát, sao ngươi lại ở đây? Trước đó ta đã dặn dò hắn sẽ rập ở đây. Kỳ chạm, em quản ổn chứ, ta so giúp em. Không cần, ta đỡ hơn nhiều rồi, buông tay ra đi. Lát, đang ở bên cạnh nhìn kìa. Dũng sĩ đại nhân đừng ngại, trước đó hai vị quên phá cửa, ta đã thấy hết rồi, sờ bụng thôi không sao cả. Cái... Không nhờ vũ sĩ đại nhân lại chủ động như thế, mà thần đại nhân, ngài thật là có phúc đấy. Ê đôi, ta không có mặt mũi sống kiếp nữa. Được rồi, đừng lo lắng, họ không thấy gì đâu. Ta có chú ý góc độ, sao ta nỡ thấy họ, dáng quẻ của em chứ. Kỳ chạm, ngài thấy ngựa mà cũng dễ thương quá. Hạt muốn ngài ấy có nhiều biểu cảm hơn. Sao giờ chưa ở cửa hành dụng binh? Trong xe địa long. Ngại ngại quản ổn. Ngại ngại, ta quản không muốn để chàng lớn bụng mà phải về tộc đâu.
nhỡ gặp nguy hiểm gì. Nhưng sao ta yên tâm để nàng đi một mình cho được. Santa Leon, đừng lo lắng. Sau khi qua kỳ động tình, thì ta cảm thấy không có gì khác thường. Nếu không phải thỉnh thoảng động thai, thậm chí ta còn không có cảm thấy mình đang mang thai đấy. Ôi, ngại ngại chàng sao vậy? Quả nhỏ lại đá chàng à? Quả quả ngoan, đừng nghịch bố nữa, bố quắc quả lắm đấy. Không phải quả nhỏ. Là sao cổ ta lại nóng lên? Santa Leon cắn ta đi. Không được, không thể cắn nữa, vết thương trước đó còn chưa lành mà, còn bị thương nữa sẽ nhiễm trùng đấy. Cãi ngại rồi đàn chàng ấy đã bình thường, sao tự nhiên lại nóng lên? Tiêu rồi ma thần đại nhân và dũng sĩ đại nhân đã đến, không thể để họ chờ lâu. Kỳ lạ thật, hình như dũng sĩ đại nhân có vẻ không ổn lắm. Kỳ chạm em sao quậy lại nôn à? Sao cổ ta ngứa quấy nóng lắm? Chẳng lẽ giữa dũng sĩ đại nhân và ngại ngại có quan hệ gì? Họ đến gần nhau thì sẽ nóng. Kỳ chạm, ta đưa em về nghỉ ngay trước thôi. Tình trạng của em giờ không nên đi xa. Ê Ross, sao anh cứng thế này? Làm răng ta đau quá. Xin lỗi cưng, lần sau muốn cắn thì nói với ta trước, ta sẽ giải trừ bảo hộ cơ thể của ta. Há miệng ta xem có bị thương không. Kỳ lạ thật, gân nanh của kỳ chạm đã dài hơn trước. Không đúng, sao tự nhiên ta lại muốn cắn anh chứ? Ê rồi, ai làm gì vậy, bẩn chết được, mau lấy tay ra đi. Quang, tình hình của em lạ lắm, ta phải kiểm tra thử. Đừng chạm vào chỗ này, cảm giác lạ lắm. Đừng ấy rồi, buông ta ra. Chuyện gì thế này, tại sao chỉ chạm vào răng mà cảm giác giống như...